Chào bạn, đây là demo hướng dẫn để bạn đẩy dữ liệu từ chatbot vào Keep Infusion Shop các bạn nha. Và khi các bạn dùng Kíp hoặc là phiên bản Infu thì chúng ta có một cái bất lợi đó là để đẩy dữ liệu từ chatbot vào Kíp thì phải dùng thêm một cổng Zapier đấu nối nữa các bạn ạ. Và chi phí của Zapier cũng gần tương đương với Kíp rồi các bạn nha hiện nay trên thị trường thì tất cả các chatbot ở Việt Nam hầu hết đều đấu nối được với kíp tuy nhiên chúng ta bị hạn chế ở một cái đó là khi mà dữ liệu vào thì rất khó để chúng ta phân loại bằng những thẻ tác và đây là cách mà mình thường làm đó là mình dùng một cái chatbot của Việt Nam đó là Edmax các bạn nha và với Edmax thì có lợi điểm như thế này các bạn dùng bản trả phí hoặc là bản miễn phí thì đều có thể đẩy dữ liệu từ à, từ chatbot fanpage vào kiếp được một cách trực tiếp và có thể phân loại được luôn và không thông qua cổng Zapier các bạn nha có nghĩa là trực tiếp của nhà các bạn và rất là nhanh chóng thưa các bạn ở sau đây mình sẽ demo cách để chúng ta có thể biết được nha Đây là cái con chatbot của mình Đó, chatbot mình làm từ admark rồi thế thì mình có tài khoản kíp như thế này đây là cái tài khoản kíp của mình đúng không ạ hiện, hiện tại thì không có liên hệ và nó có một cái thể tác ở đây là mình tạo một cái thể tác là chatbot vào kíp đúng không ạ rồi thứ hai nữa là mình cũng có một tài khoản info các bạn nha à, tài khoản info ở đây và đối với cái tài khoản info này cũng tương tự mình cũng có ở đây một cái thể tác à, một cái thể tác của bạn này đây các bạn thấy một cái thể tác đúng không ạ tác ở đây là chatbot info rồi thế bây giờ mình sẽ tiến hành demo cho các bạn thấy nha mình sẽ phân ra hai màn hình như này đó mình sẽ phân ra hai màn hình thì đây bên trái đây là phiên bản kíp bên phải đây là phiên bản à, phiên bản info các bạn nha rồi sau đây mình sẽ kích hoạt chatbot mình sẽ kiểm tra luôn các bạn rồi mình sẽ kích hoạt nó đó, nó sẽ gửi lệnh thành công Đến cái fanpage của mình Đến một cái fanpage nha các bạn Đây Rồi nó đã gửi lệnh đến đây rồi Thế thì bây giờ là mình sẽ ấn vào à, Theo một cái sự kiện Là ấn vào ví dụ như mình Đăng ký một cái sự kiện sắp tới đúng không ạ Đó sự kiện sắp tới Rồi sau đó mình sẽ ấn vào email đúng không ạ rồi các bạn để ý email của mình nhá thảo test chatbot a gmail com đó à, họ thảo test chatbot a gmail com rồi sau đó chatbot lại hỏi tiếp đây là một cách thông thường đúng không ạ? số điện thoại là 0686888999 à, như vậy rồi tiếp đến nữa đó là nó sẽ hỏi tiếp là tên của anh đúng không thảo test chat bot. ví dụ như vậy nha mình enter à, sau khi đó thì chúng ta có thể làm thêm kịch bản nhưng ở đây mình làm là nó sẽ hỏi là đúng rồi hay là sửa lại đúng không mình click vào đúng rồi thôi và khi mình click vào đúng rồi thì chúng ta sẽ đi kiểm tra trên hai cái con này xem nó vào chưa đúng không mình ấn vào reset mình ấn vào reset À, đây thì mình sẽ phải sang cái mục là liên hệ đúng không ạ view contact ở đây các bạn thấy ở đây đã có một liên hệ vào đúng không ạ và chúng ta sẽ xem liên hệ đúng đúng luôn ạ à. thảo test chatbot Đó, rất là hay và đúng với cái thể tác ban đầu là chatbot vào kíp đúng không rồi ở đây là chatbot info hay gì đấy đúng không ạ mình sẽ xem được đây là cái liên hệ luôn này thảo test chatbot thì vào đây rồi và nó cũng sẽ phân loại ở một cái thẻ mình phóng to các bạn, cái thể tác đây các bạn nha, đây mình sẽ vào tác đây thì mình đó thấy luôn là chatbot info lúc 8 giờ 36 mươi đúng không? đó thì đó là cách để chúng ta làm theo phương pháp này và phương pháp này là hoàn toàn miễn phí các bạn nha, đó rất là hay bởi vì khi chúng ta đưa dữ liệu vào từ quảng cáo từ uh, quảng cáo inbox chẳng hạn thì ngay lập tức sẽ phân loại được uh, cái luồng của data vào so với những chiến dịch chúng ta đang quảng cáo và điều này thì rất là hữu ích cho chúng ta các bạn nha rồi nếu như các bạn quan tâm mà muốn sử dụng phương pháp này thì hãy inbox với Nguyễn Văn Thảo để được tư vấn hỗ trợ bạn đấu nối các bạn nha là một thứ hai nữa là mình có để link chatbot phía dưới để các bạn có thể click vào đó và sử dụng cái con chatbot này rất là thuận tiện và hoàn toàn miễn phí các bạn nha rồi chúc bạn thành công